Tôi là người Việt, hôm nay tôi đi đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón người Nhật. Và tôi lo lắng vì tôi không thể nói tiếng Nhật nên tôi vẫn phải nói tiếng Nhật. Where's your hotel room? I want to go Tên Bê Phu Tên Bê Phu À, tiền kéo hú Không hiểu, không hiểu Phát tâm người Nhật 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 Chỗ tới xem giá trị Yeah.